Chào dạ, các bạn, đang quay trở lại với series podcast Sau ngày ra trường. Sau ngày ra trường là podcast được sản xuất và phát hành bởi Văn Lang TV, nơi kết nối thế hệ cựu sinh viên với các bạn sinh viên đang thực học tại trường Đại học Văn Lang và hy vọng là với những chia sẻ của khách mời ngày hôm nay sẽ là những hành trang quý báu cho các bạn tiếp bước trên con đường tương lai. Và mình là Như Quỳnh sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ khách mời Trần Thị Huyền Trang, cựu sinh viên khóa 17, ngành công nghệ và quản lý môi trường. Hiện tại, chị Trang đang là tư vấn viên bảo hiểm tại công ty Mandulai và là một giáo viên yoga. Chào mọi người, mình tên là Trần Thị Huyền Giang. À, mình học khoa... Công nghệ và quản lý môi trường khóa 17 của trường Đại học Văn Lang. Hiện tại thì mình đang là một tư vấn viên tài chính bảo hiểm công ty bảo hiểm Menulife Việt Nam và cũng là một giáo viên yoga. Cả hai công việc luôn mình đều bắt đầu vào năm 2020. Trong cuốn sống của mình được áp dụng trong một cuốn sách đó là Nhà giả kim. Đó là khi mình thực sự mong muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp mình đạt được điều đó. Dạ em chào chị Trang, ngày hôm nay em rất là vui và vinh dự khi mà có cơ hội được gặp gỡ cũng như là trò chuyện cùng với chị Đầu tiên thì em mời chị Trang giới thiệu một chút về bản thân nha chị ừ, Chào Như Quỳnh và chào tất cả các bạn đang xem uh, Bosscat sau ngày ra trường của trường Văn Lang Thì uh, mình tên là Trần Thị Huyền Trang, uh, mình là sinh viên, cựu sinh viên của khóa K17, khoa công nghệ và quản lý môi trường Dạ, vậy thì cho em hỏi chị Trang một tí xíu là bao lâu rồi thì chị mới quay trở lại Văn Lang chị ha? Ừ, chính xác là bao lâu nhỉ? cũng phải tầm mấy năm ấy, mấy năm rồi á mình quay lại uh, trường Văn Lang mà với cái tâm thế là ngồi chia sẻ nói chuyện thế này á. Dạ vậy thì uh, chắc là trước khi mà mình bắt đầu với phần chia sẻ thì chúng em cũng đã chuẩn bị một cái trò chơi nho nhỏ dành cho chị Trang. Đó là trong chiếc rương này thì sẽ có những cái chữ cái bất kỳ và chị Trang sẽ phải bốc một chữ cái ngẫu nhiên và chia sẻ về câu chuyện thời sinh viên của mình bắt đầu bằng chữ cái đó. Dạ, em mời chị. Có được dòm không? ạ? <laughs> có được dạ, nhìn không? Đúng thôi để, để làm dòm đi ha dòm rồi mình sẽ lấy chữ cái này đây chữ c dạ em mời chị chia sẻ à, chữ c thực ra là um, bản thân mình đang 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 có một suy nghĩ đó là um, nguyên thời sinh viên trường ở trường đại học văn lang thì mình đã gắn bó với câu lạc bộ dạ. câu lạc bộ bởi vì là từ hồi năm nhất ấy, là mình đã tham gia câu lạc bộ uh, đội nhóm và chính xác thì bây giờ chắc các bạn vẫn còn gọi là đội công tác xã hội trường đại học Văn Lang đúng không? Trộm vía, chữ này là chữ đầu tiên của chữ công tác xã hội luôn. Thì 4 năm đại học mình đều gắn bó với câu lạc bộ đội nhóm và đây là nơi mà mình nghĩ rằng là đã trau rồi nên con người mình rất là nhiều của ngày hôm nay á. Dạ, vậy thì có thể nói là việc tham gia những cái câu lạc bộ đội nhóm sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong công việc ở tương lai đúng không chị? Dạ, vậy thì theo như em được biết á thì hiện tại chị Trang đang làm hai công việc đó là tư vấn viên tài chính bảo hiểm của công ty Manulife và là một giáo viên yoga. vậy thì không biết là theo chị Trang có cái gì khó khăn khi mà chị phải cân bằng giữa hai công việc không chị? Ừ, khó khăn để cân bằng giữa hai công việc à, cho đến thời điểm này á hiện tại đang ngồi đây luôn và mình nghĩ rằng là À, dường như là không có không có khó khăn nào để có thể là mình bị à, ảnh hưởng cả hai công việc hết tại vì cả hai công việc này nó đang đều là à, đáp ứng được cái mong muốn và cái cái định hướng của mình à, cho hiện tại và tương lai sau này về công việc của mình á nên là gần như là không có bất kỳ một khó khăn nào hết Dạ và nếu như mà à, nghe qua thì hai công việc này có thể như là không có liên quan gì tới nhau cũng như không có bổ trợ gì cho nhau hết nhưng mà em nghĩ là chắc chắn là sẽ có những cái gì đó nó bổ trợ cho nhau đúng không chị không biết là có thể nhờ chị trang chia sẻ rõ hơn khúc này một tí xíu được không trời ơi, như quỳnh hỏi tuyệt vời luôn á <laughs> tại vì thực ra à, mình rất là vui bởi vì lý do là khi mà bản thân mình đang trải nghiệm và đang làm trong hai công việc à, đầu tiên đó là công việc về tư vấn viên tài chính bảo hiểm menulife việt nam thì công việc này hoàn toàn cho mình thời gian chủ động cái đó là điều mà mình đã ưu tiên chọn nhất trong công việc đó là chủ động trong công việc trong thời gian của mình luôn và đương nhiên nó phải tạo ra thu nhập để có thể là mình à, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của mình nữa đó là yếu tố đầu tiên và chính vì điều đó nên là cái cái thời gian của mình mình được chủ động và mình có thể sắp xếp được để làm cả công việc À, bên lĩnh vực đó là chăm sóc sức khỏe là à, hiện tại là huấn luyện viên yoga nữa nên là à, trong quá trình lại trong quá trình đi 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 um, dạy yoga thì mình lại có thể mở rộng mối quan hệ của mình để đưa cho các anh chị trong lớp yoga các học viên trong lớp yoga những giải pháp để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe từ bên công ty bảo hiểm thì nó gần như là nó đang bổ trợ cho nhau rất là nhiều và à, Hoàn toàn nó đáp ứng được những cái nhu cầu mong muốn của bản thân mình, nên là mình thấy rất là vui về điều này. Dạ. Và trong vai trò là một tư vấn viên tài chính, thì chị nghĩ rằng là điều gì đã tiếp thêm cho chị rất là nhiều những động lực cũng như là à, những đam mê để cống hiến, để mang đến khách hàng của mình những cái trải nghiệm sản phẩm tốt nhất hả chị? À, điều gì đã mang lại cái nguồn cảm hứng để mình đang làm trong công việc tư vấn viên bảo hiểm đúng không? À, có một điều rất là thú vị ạ. đó là khi mà mình làm trong công việc là tư vấn viên bảo hiểm vào rồi mình mới biết bởi vì lý do là mình hiểu được cái giá trị bản thân mình chứng minh rất bản thân mình được chứng kiến rất là nhiều những khách hàng họ không may thôi không may mình gặp những cái rủi ro về sức khỏe về sức khỏe trong cuộc sống về rủi ro thì bảo hiểm là một cái gọi là giải pháp có thể giúp họ đỡ thôi nhưng mà khiến họ an tâm hơn rất là nhiều nên là à, điều mà mình thấy là truyền động lực và cảm hứng nhất đó là giá trị của cái công việc mà mình đang làm đó là à, đem lại giải pháp để bảo vệ sức khỏe và tài chính cho cho các anh chị khách hàng của mình hiện tại thì đó là cái nguồn cảm hứng của mình rất là nhiều Yeah. và theo em nghĩ là khi mà mình làm việc trong một ngành dịch vụ như vậy á thì khách hàng thì sẽ có rất là nhiều những khách hàng khác nhau về cá tính khác nhau về sự lựa chọn cũng như là à, những cái mong muốn của họ khác nhau vậy thì theo chị Trang khách hàng như thế nào là khách hàng khó tính nhất và không biết là chị Trang đã gặp một trường hợp khách hàng nào mà khiến à, mình phải rất là mất thời gian với họ không ạ? Uhm, thực ra bản thân chị thấy rằng là à, khách hàng mà khó tính nhất á chắc có thể là người mà khách hàng đó không không cho mình à, khách hàng đó không chịu lắng nghe ấy. tại vì nếu như khách hàng đó mà không lắng nghe mình á thì đương nhiên mình sẽ không có cơ hội để nói chuyện và nói chuyện ngắn đã không được rồi thì nói chuyện dài làm sao được đúng không? Đó là đưa ra giải pháp tư vấn này kia nó phải tốn thời gian, thì đó là những khách hàng chị nghĩ là khó tính nhất, à, nhưng mà đối với bản thân chị thì hiện tại chị nghĩ rằng là chị chưa có gặp một khách hàng nào khó tính đâu, tại vì là người mà khách hàng mà lâu lâu nhất để chị trao giải pháp và ký hợp đồng trao giải pháp được cho họ là khoảng một năm ấy một năm ấy nhưng mà bản thân mình mình thấy nó không phải là điều khó khăn tại vì mình vẫn đang ở đây và mình hiện diện ở đây để mình đưa cho họ giải pháp chỉ là cái thời điểm hiện tại họ chưa đồng ý thôi nhưng mà chắc chắn đến cái lúc họ đồng ý rồi và chính khách hàng mà đã cho chị đợi một, một năm đó họ là người chủ động quay lại nha họ chủ động họ nhắn tin cho mình vào một ngày đẹp trời họ nhắn tin và à, chấp nhận với cái giải pháp đó của mình. Đó thì à, chị nghĩ là hiện tại là mình sẽ không có những cái khách hàng khó tính nhất đâu. Dạ, vậy thì đúng là khi mà vị khách hàng này có lẽ là đã tìm ra cũng như là nhận thấy được cái giá trị của cái việc mà mình bảo vệ sức khỏe thông qua việc mua bảo hiểm đúng không chị? Và theo như em nghĩ thì không có công việc nào mà nó không khó khăn cả. À, quan trọng là à, với cái à, việc là một tư vấn viên tài chính tư vấn tài chính bảo hiểm thì việc thuyết phục khách hàng thì cũng rất là quan trọng vậy thì à, theo chị trang kỹ năng giao tiếp trong công việc là một thứ rất là quan trọng vậy thì không biết chị có thể chia sẻ à, những khía cạnh cũng như là những yếu tố nào để mình có thể rèn luyện về kỹ năng giao tiếp không chị? À yếu tố để rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nhưng mà mình hỏi một chút là cái yếu tố đó là uh, dành cho các bạn sinh viên hay là dành cho những người đã đi làm hay như thế nào được không ạ? À? Yeah. à em nghĩ chắc là mình gần hơn thì chắc là nhờ chị Trang chia sẻ với các bạn sinh viên đi chị. À vậy thì thực ra bản thân mình đã trải qua uh, những năm gắn bó trong uh, trường đại học Văn Lang thì mình nghĩ rằng là Ừ, nếu như là sinh viên của khi đang là sinh viên của trường á, thì các bạn có rất nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng giao tiếp của mình luôn bởi vì khi mà mình mình để mình hồi nhớ lại đã năm 2011 là mình bắt đầu nhập học vào trường đại học văn lang và trước đó thì mình không có được nói chuyện lưu loát cũng như là không thể đứng đứng lên trước đông người á, cũng ngại lắm và run lắm nhưng mà sau này á, dần dần qua quá trình mà ở tại trong trường đã cho mình rất nhiều cơ hội thì mình đã 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 thay đổi nó khá là nhiều. À, đó là nếu như các bạn đang là sinh viên trong trường thì hãy tìm đến cho mình một à, câu lạc bộ đội nhóm nào đó mà phù hợp với cái định hướng và cái mong muốn về à, phát triển kỹ năng nào đó của mình hoặc là phát triển kỹ năng giao tiếp của mình chẳng hạn thì hãy tìm đến câu lạc bộ. Vì rõ ràng là trong cái môi trường hoạt động của câu lạc bộ á, thì chắc chắn luôn bạn phải làm việc với đội nhóm bạn phải làm việc với tập thể thì điều đó đã khiến bạn đang phải phát huy được cái khả năng giao tiếp của mình rồi vì nếu mà mình không không giao tiếp thì đâu có ai hiểu ý mình đúng không và nếu như mà mình giao tiếp càng ngày càng tốt lên thì đương nhiên công việc đó của cả đội nhóm mình cùng tốt lên thì đó là cái cách mà đơn giản nhất để để phát huy được cái uh, kỹ năng giao tiếp còn nếu như bạn nào mà có cái định hướng mà nhiều hơn định hướng ví dụ làm những công việc liên quan đến là phát thanh truyền hình này mc này hay là những công việc mà cần phải giao tiếp nhiều như là tư vấn này kia thì mình nghĩ rằng là có nhiều môi trường tuyệt vời lắm để cho các bạn rèn luyện bởi vì bản thân mình cũng có thời gian tham gia đó là uh, những các uh, lớp học về uh, kỹ năng giao tiếp hoặc là câu lạc bộ mc có thể ở trường hoặc là ở bên ngoài hoặc là các cuộc thi nữa các bạn có cơ hội mà các bạn có chút tiềm năng rồi đó, thì các bạn uh, À, phát huy mình ở những cái câu các chương trình à, tìm kiếm tài năng về kỹ năng giao tiếp chẳng hạn. Dạ, vậy thì có thể nói là cái kỹ năng như chị nói là cái kỹ năng làm việc nhóm rất là quan trọng. Vậy thì chắc là quay về câu chuyện công việc của chị Trang một tí xíu, đó là không biết là đối với công việc của chị là một tư vấn viên tài chính nè, thì không biết là chị có những lúc nào cần phải hoạt động đội nhóm không chị? <laughs> Mỗi công việc nghe có thể là rất là cá nhân. À, chắc chắn chắc chắn là có, tại vì là À, bản thân hiện tại là mình đang làm trong uh, lĩnh vực uh, tư vấn bảo hiểm mà nên là có xây dựng đội nhóm và hiện tại mình cũng đang làm quản lý quản lý kinh doanh thì quản lý kinh doanh thì ở dưới mình có nguyên một team có làm việc nhóm với nhau uh, và um, hỗ trợ nhau cùng đồng hành với nhau để cùng đưa giải pháp cho khách hàng nên là đó cũng là một cái hội đội nhóm nhỏ rồi ngay từ trong trường mình đã có cơ hội làm việc đội nhóm và đương nhiên mình đã có kỹ năng và mình đã có một cái cách làm việc hiệu quả ở trong môi trường nhỏ thì khi mà mình sau này đi làm rồi á vào trong môi trường lớn hơn là công ty, doanh nghiệp thì chắc chắn luôn kiểu gì mình cũng sẽ phải làm đội nhóm. Vì chỉ có làm đội nhóm thì chúng ta mới gọi là người ta bảo có cái câu là muốn đi nhanh thì đi một mình đúng không? Muốn đi xa thì đi cùng nhau. Công việc nào cũng vậy. Bây giờ mình cũng đang làm và cũng đang đi cùng với đội nhóm của mình. Yeah. và nhìn chị trang thì cảm thấy là chị trang là một người rất là năng lượng và ở chị thì có gì đó có thể lan tỏa được rất là nhiều nguồn cảm hứng cho mọi người vì thì không biết là uh, nguồn động lực nào cũng như là trong cuộc sống của chị trang ai là hình mẫu để cho chị trang có thể hướng tới và có thể luôn tỏa ra một năng lượng tích cực như vậy chị trang ha thật ra là cái hình mẫu uh, gọi là hình mẫu lý tưởng thì nó hơi 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 cao ấy. Uh, nhưng mà cái nguồn động lực ấy cái nguồn động lực và và cái um, cái điều mà thôi thúc mình á để luôn luôn sống tích cực luôn luôn sống khỏe á, à, nói ra nó hơi kỳ một chút díu nhưng đó là chính mình á à, tại vì là um, càng quá trình thời gian sau của những năm sau này á sau khi tốt nghiệp xong á thì mình lại trải qua rất nhiều công việc trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống thì mình mới nhận ra rằng là không không có một người nào có thể uh, thôi thúc bản thân mình hơn chính bản thân mình hết thôi thúc mình làm những cái việc mà mình mong muốn và cái nghị lực và cái động lực trong con người mình bằng chính con người mình hết. À, bạn có thể là có một cái hình tượng bên một hình tượng gọi là idol ai đó đúng không? Nhưng mà họ chỉ là idol để cho mình thấy là họ có một bức tranh đẹp thôi. Nhưng mà cái việc mà mình trải qua, cái việc mà mình cảm xúc mình trải qua, suy nghĩ mình trải qua nó đều diễn ra trong con người và hình hài này hết. Nên chỉ có bản thân mình mới là mới mới chính là động lực cho bản thân mình chính vì vậy mà có thể có những cái động lực mà mình thấy rất là tuyệt vời ví dụ như là mình có thời gian vừa qua luôn suốt một năm mình chạy bộ liên tục mỗi ngày không nghỉ ngày nào mỗi ngày tối thiểu ba cây số thì động lực đó là chính bản thân mình thôi mình tự nói là mình phải hơn chính mình ngày hôm qua mình phải không được thua cuộc với chính bản thân mình không được thua với sức khỏe của mình mình phải sống tốt sống khỏe để mình có thể làm được tất cả những điều mà mình mong muốn nên là cái nguồn cảm hứng động lực mà nhiều nhất chắc là chính bản thân mình á. Dạ, vậy đúng như là người ta thường hay nói là mình không có cần phải so sánh bản thân mình với bất kỳ ai cả chỉ cần mình tốt hơn với bản thân của mình ngày hôm qua được đúng không chị? Và theo như em được biết luôn là chị cũng là một giáo viên yoga vậy thì em nghĩ không biết là yoga có là một trong những yếu tố khiến chị uh, trở nên tích cực cũng như là luôn tràn đầy năng lượng như vậy không chị? À, cũng có thể nói là uh, yoga là 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 một cái phần mà giúp cho mình có suy nghĩ và uh, tư duy suy nghĩ và tất cả những thứ bây giờ á, tại vì là um, chính xác là mình đến với yoga từ năm 2017 thôi, không 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 lâu đâu, bản thân mình thấy nó không phải là một thời gian dài, nhưng mà cái sự phát triển trong con người mình nhờ yoga nó nó lại là một cái hành trình mà mình thấy tuyệt vời, tại vì trước đó gần như mình không tập gì hết trơn á không tập luyện gì hết nhưng mà à, sau đó thì à, mình tập luyện yoga và đến một cái lúc mà mình cảm thấy có một giai đoạn mà khi mà mình vẫn còn đang làm trong công ty á, thì mình thấy sức khỏe của mình nó không được không được tốt cho lắm và mình đã quyết định là đi theo con đường chuyên nghiệp là trở thành huấn luyện viên yoga luôn và khi mà mình vào làm huấn luyện viên yoga thì nó à, giúp cho mình là tìm hiểu sâu hơn về yoga hiểu yoga thế nào à, cho nó chuẩn và phù hợp với con người mình, chính xác là phù hợp với con người mình và nó còn sự kết hợp từ uh, hơi thở, tâm trí và cơ thể này kia nữa nên là uh, nó làm mình thay đổi rất là nhiều, thật sự rất là nhiều nhưng mà thay đổi về trong 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 tư duy á, còn về um, cơ địa cơ địa thể chất thì chắc chắn rồi. Luyện tập nó mỗi ngày thì mình sẽ nhận được kết quả xứng đáng là uh, sức khỏe mình tốt lên và mình không còn uh, phải lo lắng về những vấn đề đau vặt vãnh này kia nữa nên là mình có thể nói là yoga là một phần rất là quan trọng mà, đã thay đổi con người mình và sắp trước kia và sau này luôn. Dạ và em thì cũng đã theo học bộ môn yoga được 4 tháng rồi. Thì theo em thấy nha, khi mà mới bắt đầu thì mình sẽ nghĩ là yoga cũng khá là đơn giản thôi, không có gì cả. Nhưng mà khi bắt đầu tập luyện rồi thì em mới thấy là có rất là nhiều những cái khó khăn cũng như là tại sao khi mà tập yoga Thì mọi người luôn phải đòi hỏi cái tính kiên trì Và nhẫn nại rất là cao đúng không chị Và ở hiện tại thì các bạn trẻ Các bạn Gen Z thì các bạn Không quá chú trọng đến sức khỏe của mình Thời gian các bạn dành cho việc tập luyện thể dục thể thao Thì cũng còn khá là hạn chế Vậy thì không biết là chị Trang có những chia sẻ nào Muốn dành cho các bạn trẻ về vấn đề sức khỏe của mình không chị ừ, Thật ra là nếu như mà bây giờ đưa ra lời khuyên cho các bạn thì thôi chắc không dám khuyên đâu bởi vì mình trải qua rồi thì mình biết đó là mỗi người sẽ có mỗi bản thân mỗi con người chúng ta sẽ trải qua một quãng thời gian lớn dần và có 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 ai nói đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ không bao giờ thay đổi đâu chính xác là như vậy các bạn các bạn phải thực thực sự chứng kiến và các bạn phải trải qua nó thì có cơ hội trải qua nó thì các bạn mới nhận ra điều đó chứ còn để mà bảo là khuyên thì mình không dám khuyên nha nhưng mà mình chỉ nói một một câu thôi đó là um, uh, khi mà mình đang còn trẻ thì uh, ví dụ như là như quỳnh này như quỳnh đang uh, bắt đầu đến với yoga thì hãy cứ kiên trì các bạn hãy cứ tiếp tục dù mỗi ngày chỉ cần thêm một của ngày hôm trước thôi nghĩa là ngày hôm trước mình tập như vậy hôm sau mình tập nó tốt hơn một thôi mỗi ngày mỗi ngày như vậy thì tự khắc đến lúc nào đó bạn sẽ nhận ra cái điều tuyệt vời điều tuyệt vời của của, của việc rèn luyện chăm sóc sức khỏe đem lại à, và hãy đừng để đừng để đến khi mà mình đã có một cái vấn đề sức khỏe gì nó lớn rồi mình mới tìm đến thì lúc đó nó uh, sẽ có thể muộn hơn so với những người khác À, và những người mà rõ ràng những người mà chưa có vấn đề gì, những đang rất là vui vẻ, đang rất là hạnh phúc với cuộc sống rồi mà tiếp tục tìm đến con đường chăm sóc sức khỏe nữa thì chắc chắn luôn điều tuyệt vời là bạn sẽ luôn luôn tích cực sống tử tế và yêu cuộc sống này vô cùng thật sự vậy thì không biết là theo chị trang đâu là những kỹ năng quan trọng và cần thiết mà các bạn sinh viên cần để mà có thể đạt được hiệu quả cũng như là thành công trong công việc hay chị theo chị thì có rất là nhiều các kỹ năng để cho các bạn có thể là đạt được hiệu quả trong công việc cũng như là cho sau này tương lai của các bạn nhưng mà chị tổng hợp qua quá trình trải nghiệm của mình ấy, thì chị tổng hợp là chị nghĩ là có khoảng có bốn cái kỹ năng mà chị nghĩ là nó rất là cần thiết với với chính mình luôn không phải trong công việc mà trong tất cả cả những mối quan hệ luôn á đó. đó là à, kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng làm việc nhóm đội nhóm này kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng giao tiếp À, kỹ năng thứ ba đó là kỹ năng lắng nghe và kỹ năng thứ tư đó là kỹ năng uh, quản lý thời gian đúng yeah. rồi và đương nhiên là đó là chỉ là bốn kỹ năng thôi nhưng mà đương nhiên các bạn phải có được là cái gọi là kiến thức về chuyên môn và kỹ năng mà mình làm chuyên môn của mình nữa dạ yeah. như uh, từ nãy chị có chia sẻ là về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm thì mình đã nói qua rồi vậy thì không biết là chị Trang có thể chia sẻ cho em cũng như là các bạn sinh viên được biết kỹ hơn về kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng lắng nghe như thế nào không chị? À, thực ra à, thế này à, kỹ năng về kỹ năng lắng nghe đi kỹ năng lắng nghe thì bản thân chị thấy là nếu như mình không trong một cuộc hội thoại đi đơn giản thôi trong cuộc hội thoại của hai chị em mình nếu như mà người 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 nghe á người kia cứ nói và người kia không nghe thì không có cảm được vào con người mình và sẽ không đưa ra phản hồi chính xác được đối với người đối diện mà nếu như mà mình học được kỹ năng lắng nghe á, thì mình nghe và mình cảm được điều đó sau đó là mình sẽ đưa ra cái cái phản hồi uh, chính xác cho cái người đối diện và từ đó thì hai người mới có cái sự kết nối với nhau á, và đương nhiên là sẽ cùng một cái định hướng và đưa ra được cái cái um, cái thông tin thông tin và cái 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 giải quyết cái sự việc đó nó nhanh hơn và tốt hơn à, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng lắng nghe thì nó còn giúp mình thấu hiểu được người đối diện nữa và điều này cực kỳ quan trọng luôn đối với những 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 bạn mà có định hướng là làm về vấn đề làm về lĩnh vực là tư vấn dịch vụ bởi vì à, dù có như thế nào bạn cũng phải lắng nghe khách hàng thôi trong hoàn cảnh nào bạn cũng phải lắng nghe khách hàng và đồng cảm với khách hàng những điều khách hàng nói dù cho khách hàng có đang à, bực đang giận mình cái điều gì đó thì mình cũng phải lắng nghe và đồng cảm Rồi sau đó mình mới đưa ra phương án giải quyết sau à, Và kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng Kỹ năng thứ hai là kỹ năng quản lý thời gian nhỉ Kỹ năng thứ hai là kỹ năng quản lý thời gian Thì à, chắc như Quỳnh cũng đồng ý với chị rằng là Trong cuộc sống này mỗi chúng ta đều có 24 tiếng đồng hồ đúng không à, Và ai là người quản lý thời gian tốt hơn Thì người đó sẽ có thành công nhiều hơn á vì ví dụ một ngày mình có 24 tiếng thì đa phần có 7 đến 8 tiếng là để ngủ rồi. Mình dành cho giấc ngủ để mình khôi phục lại cái năng lượng cho cơ thể cho cơ thể mình. À, và còn thời gian còn lại thì mình tốn thời gian di chuyển À, ăn uống, sinh hoạt rồi giao tiếp này kia thì tính ra mình chỉ có khoảng 8 khoảng tầm 8 tiếng để mình làm việc giống như một người văn phòng bình thường ấy, mình sẽ có 8 tiếng làm việc. Nhưng mà nếu như ai mà biết giải quyết bạn không, có 8 tiếng làm việc nhưng ai mà giải quyết công việc của mình, vấn đề của mình nhanh hơn thì họ sẽ không cần đến 8 tiếng. Và cái thời gian còn lại thì họ sẽ sử dụng tư duy, đầu óc để họ nghĩ ra những thứ khác và họ sẽ làm những điều khác, à, có thể là enjoy cuộc sống, có thể là có thể là họ làm thêm công việc nào đó để gia tăng thu nhập rồi có thể rằng là, là uh, dành thời gian đó để làm bất kỳ điều gì mà mình muốn mà không bị ảnh hưởng đến người khác đến công ty đến đến đội nhóm hay những cái vấn đề xung quanh của mình khác nữa thì uh, bản thân chị thấy nếu như người nào mà có tận dụng được thời gian và tối ưu hóa được thời gian của mình á thì người đó là người chiến thắng đấy là người thành công đấy dạ yeah, em cũng rất là đồng ý với chị trang luôn đầu tiên là về kỹ năng lắng nghe thì em rất là đồng ý tại vì trong cái xã hội hiện đại bây giờ ấy, chị quần quay cuộc sống nó phải gọi là rất là vội vàng cho nên là việc mà mình dành thời gian để ngồi lại và thực sự lắng nghe một ai đó thì nó sẽ rất là khó à, nhưng mà đúng là như vậy khi mà mình thực sự mình lắng nghe rồi ấy, thì cái hiệu quả của cuộc giao tiếp ấy, nó sẽ được đẩy lên cao hơn còn về kỹ năng quản lý thời gian thì đúng là ai mà biết tận dụng cái thời gian của mình có triệt để ấy, thì sẽ mang đến nhiều thành công hơn vậy thì khi mà chị gặp những khó khăn cũng như là uh, gặp những khách hàng thường khó tính như vậy thì không biết là chị sẽ làm gì để vượt qua cái điều đó chị ha uh, khi mà trong cuộc sống thì chắc chắn là mình sẽ trải qua những khó khăn rồi không 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 né được đâu nhưng mà mình uh, với tâm thế như thế nào để trải qua khó khăn đó thì bản thân chị thấy là khi mà mình có những khó khăn á mà hãy đi qua khó khăn đó thì lúc đó là mình đang cảm về cuộc sống rất là nhiều và mình sẽ học được rất là nhiều bài học ở trong những khó khăn đó bởi vì người ta thường nói là khó khăn và biến cố thì mới có bài học. Còn những điều xinh đẹp, những điều mà hoàn hảo nó sẽ không có bài học đắt giá. Thì thì uh, bản thân chị cũng có những khó khăn trong công việc thì chị cứ bình tĩnh, nhìn nhận nó, lắng nghe nó và cảm nhận nó như thế nào rồi sau đó mình cứ bước qua khó khăn thôi. Vì uh, chỉ có chính mình trải qua khó khăn thì mình mới biết nó như thế nào mà. Và sau quá trình trải qua khó khăn thì chị mới thấy rằng là à, về vấn đề đi làm của mình á không khách hàng nào là khó khăn hết trơn không có không có khách hàng nào khó khăn chỉ là mình kiên trì mình uh, luôn biết được là cái cái giá trị mà mình đang đem lại cho khách hàng là gì mình đặt đặt cái giá trị đó lên trên hết và mình tư vấn một uh, bằng cái sự chân thành của mình nhất thì đến một lúc khách hàng sẽ cảm được điều đó và họ hiểu được cái giá trị mình đang đem lại á, thì tự động khách hàng sẽ quay lại và bản thân chị như lúc đầu chị có chia sẻ á, có rất nhiều khách hàng đó họ đã chủ động quay lại thôi chứ mình cũng không cần phải là lo lắng gì cả hay là sợ khách hàng đó bị khách hàng đó sẽ gọi là có những người khác kéo khách hàng đó đi hay gì nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn mình mình trao đi bao nhiêu á, thì mình sẽ nhận lại có thể nhận lại chậm hơn nhưng mà nó lại chắc và chắc chắn nó sẽ rất là bền. Ừ. và thì có thể nói sự chân thành là cái yếu tố rất là chủ chốt trong tất cả những công việc đúng không chị? dạ và thêm một cái nữa là đúng là không có công việc nào mà không khó khăn cả. quan trọng như là chị trang nói quan trọng là các chúng ta nhìn nhận cũng như là chúng ta bước qua nó thôi. chị là cựu sinh viên của ngành công nghệ và quản lý môi trường vậy thì không biết là à, vì sao chị lại trẻ hướng qua một công việc mới một công việc có thể nói là à, không không liên quan lắm đến ngành học của chị ạ. À? Ừ. để nói đến là vì sao mà mình rẽ dễ hướng đến với công việc hiện tại thì nó khá là dài á chắc là phải kể lâu dài lắm nhưng mà bản thân mình cũng có một thời gian làm đúng lĩnh vực đúng ngành và sau một khoảng thời gian rất là dài thì mình mới thấy rằng là có thể là mình đang không không có thực sự phù hợp với với cái công việc và cái mong muốn về cái định hướng công việc của mình á nên là mình đã quyết định uh, rẽ hướng sang hướng khác và khi mà mình uh, chọn rẽ hướng sang lĩnh vực về bên sức khỏe ấy, đó là bên huấn luyện viên yoga thì cũng là có lý do đó. <laughs> đó lúc nãy mình có chia sẻ một chút đó là có lý do một chút về sức khỏe nên là uh, mình đã rẽ hướng sang lĩnh vực liên quan đến sức khỏe còn lĩnh vực tài chính thì uh, uh, bên công ty bảo hiểm manulife thì cũng là cái duyên ấy, cái duyên chính xác là cái duyên chắc từ cũng từ trường Văn Lang mà ra, <laughs> nên là không có lý do gì lớn lắm đâu nhưng mà mình nghĩ rằng là đó là sự phù hợp ấy đến một thời điểm nào đó trải qua rất nhiều các công việc rồi khi mới ra trường trải qua rất nhiều các công việc và mình sẽ nó sẽ là những cái những cái bài học dần dần mình học được rất nhiều qua công việc đó sau đó mình mới hội tụ lại đủ yếu tố và mình sẽ lựa chọn được một con đường mong muốn và theo định hướng của mình á Dạ. vậy thì khi cái quá trình mà khi mà chị mới bắt đầu rẽ hướng qua công việc mới ấy, thì chị có gặp những nhiều khó khăn không? thực ra bản thân chị thấy giờ em hỏi là chị cứ phải dùng cái từ thực ra đầu tiên bởi vì phải ngẫm lại á, ngẫm lại thì uh, chắc chắn là cũng có những khó khăn uh, nhưng mà hình như nó không có lớn lắm, ừ, nó không có lớn lắm, tại vì từ đang từ chuyên ngành này mà mình qua lĩnh vực khác thì rõ ràng mình phải tìm kiếm những thông tin, kiến thức và những cái vấn đề, thông tin xung quanh của cái lĩnh vực mới mình làm nhiều hơn, phải tốn nhiều thời gian hơn. À, ví dụ như là một bạn nào đó là sinh viên tài chính chẳng hạn bạn mà ra làm bên mạng à, à, tư vấn viên bảo hiểm online luôn thì bạn sẽ dễ, dễ đúng không? Tại vì bạn đã có kiến thức về tài chính rồi à, còn chị thì rẽ hẩn sang thì gần như là mình đang học lại từ đầu mình sẽ phải học lại từ đầu nhưng mà trộm vía là vào môi trường làm việc mới thì à, công ty cũng tạo điều kiện để cho những người hoàn toàn mới được học những cái kiến thức từ thấp cho đến cao từ kỹ năng rất là đơn giản là kỹ năng lắng nghe rồi đến những cái kỹ năng nhiều hơn là kỹ năng quản lý thì được học nên là mình cảm thấy vui mình cảm thấy vui là bởi vì mình vẫn đang được học rồi ví dụ như là bên lĩnh vực sức khỏe chẳng hạn mình cũng phải học mà để trở thành huấn luyện viên thì mình cũng phải học và nó lại là một con đường mới hoàn toàn nhưng mà rõ ràng rằng là mình thấy rằng là những thứ mà những cái 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 lĩnh những cái điều mà mình hội tụ được là trong lĩnh vực cũ của mình á những công việc cũ á thì nó là nền nó là nền tảng nó là điểm tựa để mình tiến tới à, lựa chọn công việc mới và công việc phù hợp với mình như bây giờ và em cũng thấy là cái việc trẻ hướng này của chị trang cũng đã mang đến cho chị rất là nhiều những cái cơ hội được học hỏi cũng như là những trải nghiệm mới đúng không chị vậy thì không biết là với cái việc trẻ hướng như vậy thì những kiến thức ở văn lang khi mà chị cần học có bổ trợ cho chị ở công việc hiện tại của mình không ừ, rõ ràng rằng là nếu mà nhìn mặt bằng chung nhìn mặt bằng chung giữa cái việc mà mình lựa chọn giữa công việc ngày xưa mình là tính, tính xác á, cái bằng của mình ra là kỹ sư môi trường á. Còn bây giờ á, thì đang là uh, tư vấn viên tài chính bảo hiểm Manulife Và giáo viên yoga Nghe nó không có liên quan gì đến nhau hết trơn uh, Nhưng mà mình nghĩ rằng là về kiến thức nha Về kiến thức chuyên môn á, thì chắc chắn là nó, nó đang không có liên quan ừ, Về kiến thức chuyên môn chắc chắn nó không liên quan Nhưng mà về những, những kiến thức chung Kiến thức chung về xã hội À, vì những năm đầu đại học mà mình cũng đã được học những cái kiến thức chung về về xã hội à, rồi à, những kỹ năng kỹ năng và những kỹ năng ở trong trường những kiến thức chung là mình có đang có đang vẫn được áp dụng và sử dụng cho những công việc sau này là bên à, à, bảo hiểm và bên yoga vậy thì có thể thấy rằng là các bạn sinh viên văn lang cứ tập trung học đi bất cứ ngành nghề nào cũng vậy hết để đến khi sau này khi mà ra trường rồi nếu như các bạn có định hướng hoặc là cái gì đó trẻ qua một cái ngành khác thì những cái nền tảng ở trường đại học là một cái nền tảng vững chắc cho các bạn à, và như là lúc đầu em có chia sẻ thì số phát sóng ngày hôm nay của chúng ta là một số phát sóng rất đặc biệt vậy thì không biết là trước khi khép lại số phát sóng ngày hôm nay chị trang có những lời chúc cũng như là những lời chia sẻ nào dành đến các bạn sinh viên văn lang đặc biệt là các bạn tân khoa không chị À, nhân dịp có cơ hội được ngồi trong uh, chương trình ngày hôm nay thì chắc mình xin phép gửi uh, lời chúc đến uh, các bạn uh, sinh viên và các bạn uh, tân khoa uh, đối với các bạn sinh viên á, thì uh, mình xin chúc các bạn có một uh, những năm gắn bó với trường văn lang thật sự là mang lại cho các bạn nhiều trải nghiệm nhiều kiến thức và nền tảng vững vàng để mình có thể uh, chuẩn bị hành trang cho con đường mới của mình sau này còn riêng các bạn tân khoa thì uh, mình xin chúc các bạn đó là uh, làm sao các bạn thật là tả sáng thật là đẹp thật là tự tin vào ngày lễ tốt nghiệp của trường đại học Văn Lang bởi vì đối với bản thân mình lễ tốt nghiệp của trường Văn Lang là một ngày lễ vô cùng tuyệt vời bởi vì trường đã chuẩn bị cho các bạn một ngày lễ gọi là rất là hoành tráng và các bạn sẽ khó khó quên và không bao giờ có được trong đời nữa và từ đó thì các bạn chắc chắn sau đó các bạn sẽ có hành trình hành trang để tiến tới con đường sau này của mình thì chúc các bạn sau đại học sẽ có những cái bước ngoặt mới trong cuộc đời và có nhiều nhiều trải nghiệm thú vị nhất để sống một cuộc sống thật sự là trọn vẹn và xứng đáng với chính bản thân mình. xin cảm ơn những chia sẻ rất là ý nghĩa của chị Trang và cảm ơn chị Trang vì ngày hôm nay đã dành thời gian để đến với podcast Sơn Nghê Ra Trường và mang đến những cái bài học, những trải nghiệm rất là thú vị. và đến đây thì số phát sóng của podcast Sơn Nghê Ra Trường xin được khép lại. xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi. còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.